Rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay là chiều chủ nhật cuối tuần. Nhà mình sẽ update tình hình vườn, ban công sau một tuần, hai tuần. Mà mình bắt đầu từ hồi tháng mấy nhỉ? Từ hồi tháng 4 nhỉ? Đúng rồi. Sau 3 tháng. Ừ. Sau 3 tháng xem tình hình như thế nào nhá. Ừ. Đây là toàn bộ cảnh vườn này. Thấy không? Đó. Thấy đằng sau luôn đó. Nhìn một vòng tròn nào. Hồi đó đây là rau. Ok. Bây giờ đi vào nhân vật chính của ngày hôm nay trước luôn. Là cây gì? Mình sẽ đi từ đầu. Cây bí ngòi. Từ cây bí ngòi trước. Ok. Bắt đầu từ quả bí ngòi đi. Bí ngòi, hoa cái đã nở hôm trước này. Có quả bí mini này. Đây là hoa cái sau khi thụ phấn. Có biết thụ phấn thành công không? Chắc là thành công nhỉ? Ừ. Anh thấy nó có to hơn một chưa? Có. To, đây này, đây là ngón tay của anh này, nó to. To bằng ngón tay anh gì nữa. Ờ, đúng rồi. Đấy. Đây còn hoa cái nè, hoa cái này chưa nở. Một bông hoa cái, hai bông hoa cái. Đúng rồi. Mà mấy hôm qua đây, biết là có nở được không nhỉ? Nó sẽ chọn lọc vài quả thôi, chứ không nó không có sức. Cái hoa này trắng này nở này, đây một hoa được. Cắt luôn nhá. Cắt luôn ăn luôn không? Em vào lấy kéo cắt luôn nhá. Ok. Đây gặp lấy cắt luôn, ăn luôn. Trong lúc chờ đợi thì có cây dưa chuột đã ra hoa. Đây là hai cây dưa chuột này. Bên này là ba cây dưa chuột và đã có một số quả. Đây, ví dụ đây quả dưa chuột này, hoa cái đây. Hoa cái là nó có cái dưa chuột mini nhỏ nhỏ ở dưới cái hoa đấy. Còn hoa đực thì nó chả có gì. Như này. Đây, hoa đực như này. Anh ơi, hôm nay em được Asa cho ăn quả dưa chuột trồng từ vườn. Ừ. Nhà kính ấy. Ừ. Giống quả dưa chuột Việt Nam cực. Ừ. Tức nó cũng có cái lằn trắng trắng kiểu dưa chuột nếp Việt Nam mình ấy. Ừ. Mà cũng là giống bên này. Okay. Cũng đây mà phải là dưa chuột Gruntovu, dưa chuột mà mọc từ đất ấy. Ừ. Nhỏ có lằn nó trắng 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 nhá. Không phải kiểu màu xanh thẫm giống kiểu siêu thị đâu. Ừ. Họ bảo là cứ nếu mà trồng vườn nhà ra như thế không biết dưa chuột mình như thế nào. Ừ. Hôm nay anh đi cắt nhá. Đi về lúc mà em đi làm ấy. Ờ. Thế anh cũng đi ngang qua nhà anh Dũng, anh Dũng đang ngồi đấy đứng nói chuyện tí, nhìn thấy mấy quả dưa chuột nhà anh Dũng cũng có lằn trắng trắng đấy. À, không có lằn trắng trắng à? Ừ. Yay. Thế là giống Việt Nam mình nhỉ? Đây. Đây. Cái là bí ngòi để ăn được mọi người ạ. Ừ. Nhà mình ăn mấy lần, cắt luôn cái hoa này ăn nhé. Ok. Cái bí này là mình cắt nhiều lắm rồi, mọi người nhìn này. Ừ. Nhìn có biết cắt không? Từ cái thân cắt lên thì mình cắt rất là nhiều rồi. Cắt rất là nhiều lá cho nó tập trung vào nuôi hoa. Bên này có hoa hôm nay nó vừa nở này. Đấy không? Cắt luôn nhá. Ừ. Ở đây cái hoa đực nữa này. Cắt luôn không? Hoa đực. Có hoa cái không? Chưa có hoa cái đúng không? Cái nào? Ok, chưa có hoa cái, cách ăn luôn. Cắt luôn thầm từ ăn nhá. À. Đây là cắt nhìn nè. Đúng không? Mình đang cấp đúng không? Đúng không? Chuẩn không? Chuẩn. Nó rơi xuống nha, chuẩn. Đây bên này nè, dựa. Bên này. Đấy, dựa đi vào đi. Có cây, cái hoa nó héo rồi đấy. Có mấy cái, em cắt xem. Cắt luôn nhé. Ừ, chưa. Đây nếu mà chưa có hoa cái thì ta cắt luôn cái hoa to to kia luôn. Ừ. Một hoa. Cắt luôn này, để lại có hoa cái đâu. Đúng rồi. Được. Cây này nhỏ, hoa cũng nhỏ. Ừ. Ok, tiếp theo là mình review qua cà chua nhá. Hay là dưa chuột trước? Dưa chuột anh ngắm một vòng rồi đúng không? À, anh vừa quay rồi. Tiếp xem theo là cà chua. Cà chua tinh thần cà chua quá. Bao nhiêu là quá luôn này? Cà chua đời đầu đấy. Ừ. Sắp chín nữa rồi. Màu nhẹ, màu nhẹ này. Có nhìn thấy anh trông cái không? Có. Nhìn nó răng tơ này. À, đó. Không nhìn thấy, không nhìn thấy. Đấy. Khó nhìn ạ. Đúng này, cái răng này. Không nhìn thấy gì? Có nhện đầu nhỉ? Nhện chuột à? Đây là nhện đây này. À, nhuồn đang trốn ở này, đấy. Thấy không nhện rồi, không thấy tơ nó đâu. À, tơ thấy sơ sơ, đây giờ mới thấy này. Đấy. Sau khi đây có nhện này. Đây. Nhện đây mà. Ừ, đấy. Nhưng mà trong máy quay của anh chỉ à. Như này. Đấy, ok. Để bắt côn trùng. Ừ. Đây, bao nhiêu là quá này? Cả tua, cà chua này, quả to, ừ. Nhiều. Đấy, một nhìn đã không? Thấy tiếp này. Ừ. Hai chùm nhá, đây thấy tiếp này. Đây. Ừ. Ba chùm nhá, bên dưới này. À, bốn chùm. Đây này. Ui, chết rồi, phòng mất to nhện, nó sao đi nhện nhá.
Đây, 4 chùm này. Đây này. 5 chùm. 5 chùm này. Đấy, không xuống đây. Xuống đây, xuống đây. Đây, chùm này nữa này. Chùm này chưa tính á? Tính rồi à? Đấy. Ok. Đây nữa. Đây, có thấy cái chùm ngoài này không? Có. Đấy. Đấy. Đấy bên kia chưa? Đấy, đúng rồi. Đấy rồi. Đây nữa này. Bên này nữa. Ok. Để nghe. Thấy không? Có. Ok. Xong lên đây. Thật vào tôi nhận đấy. Tôi nhận này. Chùm nữa này. Chùm nữa này. Đây này, ở sau này. Thấy không? Nhiều nhỉ? Bên ngoài nữa. Đây này, nhìn này. Thấy chùm bên ngoài này không? Nhìn đã không? Bên ngoài này quay từ phía ngoài này thôi. Đây nè. Ui thận tôi nhận đấy. Ăn chấn ra rồi. Đây nè. Đây chùm bên ngoài này. Đây nè. Ui. Đây nè. Chùm này nhỏ mới có này. Cái này tham sát được một chùm nữa này. Đây là cây thứ hai. Đây là cây cherry. Hình như là cái chú cherry. Này. Đấy. Ui bao nhiêu là quá này. Đã. Đã chưa? Đây nữa. Đấy. Đây chùm con nữa. Đang hình thành. Đấy. Một chùm con nữa này. Đây là này. Đây, sang đây. Cái này. Đây. Đúng rồi. Không phải cái này nữa. Cái này nữa, đúng rồi. Thấy. Đây nữa này. Đấy. Thấy không? Có. Đấy không? Dưới này có hai quả nhỏ nhỏ này. Cái cây này là chỉ có hai quả nhỏ mà nó giờ chắc là mình có bón rác hữu cơ cho nó nên bây giờ nó sẽ hoa mới này, nó đang ra hoa này. Cái này tựa hồi mà nó mới lớn ấy, nó bị bệnh gì ấy, nó bị còi, bị bệnh nấm lùn. Thế là nó bị cái cây này lấn át hết. Nhìn này, cùng một chậu nhá, mà nhìn này. Cây này thì nó cao đến đây. Còn cái cây này, anh nhìn thấy cái gốc nó không? Cây này này, từ gốc mà nó lên tận đây. Đúng rồi. Thấy không? Nó cao hơn phải gấp 3 lần. Ba cái bốn lần. Mà cây con đang nở hoa mới này. Thấy không? Này, một chùm hoa bên trên này. Đúng rồi. Đấy không? Chùm này của cây kia. Của cây to. Thế còn chùm này? Chùm này là của cây đấy. Của cây này, cây nhỏ. Đấy, cũng có chùm đấy. Ok. Tiếp theo là cà rốt. Giờ đến cà rốt. Đây, cà rốt đây. Cà rốt này cú to lắm. Đây. Chỗ này có sâu không thế? Em suốt ngày em gặp sâu đêm sợ lắm. Đây này, này cú không? Đâu cú đâu? Đấy. Phụ đấy. Đó. À, hay đấy. Phụ lại cho nó. Anh lấy kéo em cắt luôn cái thìa này không để cho cái mướp này nó lên. Ok. Cắt thìa này nhé. Tại cái mướp này nó bị thìa nó ấy quá. Nó lấy nát. Để cái này vào trong đấy. Cái thìa gì? Đây trong góc đào có trồng thêm mấy cái mồng tơi, ớt, mồng tơi, rau salad, các loại. Cắt hết thì là luôn nhé. Ok, cắt hết đi. Cắt hết cho cái mướp nó lên. Ở giữa có cây mướp, tí nữa mình sẽ bón thêm tí phân hữu cơ ú vào đấy. Thêm bón thêm tí đất nhỉ? Không lên kịp vụ mất. Nhà anh Dũng có mướp rồi đấy. Thật đó? Có hoa mướp vậy á? Có cây, có quả luôn rồi. Thật đó? Kiểu quả như quả, nhỏ nhỏ như quả bí ngòi nhà mình này. Hay vậy. Anh có thụ phấn không? Ăn không? À không biết, ăn hồi ăn là anh Dũng là có thụ phấn cho cây dưa chuột ông ăn báo không? Chắc là ông tự thủ bây giờ. Hôm nay anh thấy cũng có mấy con ong đi nhưng mà nó toàn đậu hoa đực là chính. Cắt ra một chùa. Thì là đây nhá, cho luôn đây nhá. Tí nữa làm chụp quả ảnh làm gì nhỉ, thumbnail. Đấy thì là đây. Đây cái bước cuối cùng sau khi cắt thì là cho nó nhìn ra. Đấy cái bước đây. Bây giờ chắc là nó một mình nó sống một không gian chắc là nó sẽ tốt. Đây cái bước này, này có một cái bước nữa này. Đây đó. Đây lên cao đến đây. Tí nữa tiêu bớt xà lách anh bún không? Để cho cái mỡ này lên nhỉ? Tí nữa. Đây dưa chuột, cây này có mấy quả dưa chuột rồi này. Đây này. Rồi, dưa chuột này. Đúng rồi. Đây dưa chuột cái đấy. Đây là hoa cái nó sẽ là quả. Đây là hoa đực này, đóng hoa đực này chỉ vô dụng rồi. Ui nhiều nhưng hoa đực đầy gốc luôn. Đây cắt luôn thì là cái này không? Cho mỡ nó lên. Ok. Như... Cắt luôn nhá, cắt để tủ lạnh được mà đúng không? Cắt luôn mình đi bón phân luôn cho nó.
Bên này có hoa hoa đỗ rồi rồi. Đây này. Có đây này, hoa đỗ đây, màu hồng hồng. Đấy. 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 Màu thì có khác cái màu hoa đỗ kia, cái màu trắng đúng không? Ừ, nhưng cái tránh là cái không phải dây leo hay sao nhỉ? Đây cà chua, hoa cà chua đập 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 non, non tơ, mà đã có hoa rồi. Còn bên này là cây su su, một nhành, hai nhành, ba nhành, nhành nhỏ nhỏ này, bốn nhành. Bốn nhằn, năm nhằn. Đây, nhằn này nữa, sáu nhằn. Có cả sáu nhằn, có lại nhằn con ở dưới này nữa, bảy nhằn. Đây là cái hướng dương. Mình đang gộp dây này cho nó đỡ bị gió thối. Đây, hoa hướng dương. Bên trong nó có... Đây, cái mướp đây. Tí mình sẽ đội nó lên. Đây, okay. Cắt hết thì là đi. Đấy, cái hết thì là. Đấy, có cái mướp đấy. Cái mướp đội thì là nó tàn áp. Đây, thì là xong cái cắt đây. Được một rổ. Thì sẽ có sâu nào bị ăn chặt nhất. Anh chị nhìn. Đây là cây có lăng chi các bạn. Đây, có lăng chi và hoa. Ai hờ, hoa hướng dương này. Cái hướng dương này cao chắc phải mét bấy. Anh xem cái lăng chi cái mạng nhện mình hôm trước mình dâm nó ra này. Ở đây. Mọc rồi nè. Dâm cắt cái này nè. Đúng rồi. Đây. Từ cắt cái... từ đây này, hôm trước này cắt từ chỗ, đây, này, chỗ, này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Chỗ này. Tại nó có rễ như này này. Đúng rồi. Nó ra dễ như này. Đấy, như cái con có thấy dễ không? Có, đây. Đấy, đấy, đấy. Ừ. Chỗ này cũng ra dễ như thế, thế là mình cắt đi. Ừ. Cắt đi thì mình ươm vào đây. Ươm vào đất như có mấy hôm nó chìm ra tươi này, ừ. Một cây này. Một bụi như này. Đây một bụi nữa. Ừ. Đây. Được bốn bụi. Bụi trên này nữa. À, bụi này nữa. Ừ nhỉ, bốn bụi cơ mà nhỉ. Ừ. Bụi như này cũng nhìn ra, mình đang không để ý. Anh có nhìn nó không tốt lắm. Đây. Đấy. Được bốn bụi. Mình cắt đi phát giờ nó lại mọc hoa, cắt đi phát giờ nó nở hoa. Ừ, nó lại ra nở hoa xong rồi nó lại ra cây con này mày lại ai tiếp. Ừ. Đây bao nhiêu hoa trên đầu diều này đó, đẹp không? Ừ, cái lại nở hoa này. Ờ, cây hoa đá. Hoa đá nở hoa. Ừ. Hoa đá là cây như này. Nó còn nhỏ như này nhưng mà lớn. Lớn thì nó sẽ nở ra thành hoa. Đấy. Ừ. Ok. Cây một loại cây bạc hà này, cây Melissa, ups. Cái này cây dạng dễ chùm, dễ nó mọc nhiều, mình trồng riêng một chỗ chậu. Lại một cây cà chua mọc lạc ở đây nữa, không biết có trồng một chỗ to. Cà chua này chắc tưới nước mình tưới à? Mà nhìn nó mọc tốt nhỉ? Ừ. Ok. Dâu tây gần sống cầm cự qua nốt năm nay, sang năm lớn sau được. Qua kia mình bị phú bắc rồi đúng không? Ừ, nó kia chắc cũng chẳng. Ơ, đây cái răm nở này. Ơ, nó nhìn nó cố định vào đây kìa. Ừ, nó cố định vào đáy rồi đấy. Nó cố định nó mọc vào đáy rồi làm sao vậy? Ờ, không biết được nữa. Ừ. Khi không mọc được mà cắt thành cây luôn. Ờ, được. Đây, còn cây mẹ đây. Ừ. Nhìn có vẻ sống tốt hơn hồi trước bao nhiêu nhỉ? Ừ, cái là sống tốt với ăn đỗ. Ừ. Đấy, đỗ này. Ừ. Đỗ. Đây, đỗ rồi. Có quả này. Đỗ này như giống đỗ trắng nó luôn như này thôi sao ấy. Thế à? Anh nghĩ thế. Thế là thế à? Đỗ trắng nó chỉ luôn như này còn đỗ thì nó mới cao. Nó mới ra nhánh dài như bên kia. Tôi lại cắt luôn mấy lá ông tươi thì ăn không? Có. Cắt luôn mấy cái lá này nhá. Ừ. Lớn không tha, nhỏ không thương, cắt hết sạch. Cắt cho nó lên. Cái cây nó lên tiếp mai lá phía trên này. Có sức mà nó nuôi. Tí nữa vào ăn với thịt bò. À, tí nấu canh này. Đấy. Cái tí đây. Đây nữa. Ừ. Này có mồng tơi. Này, anh thấy lại có lên mấy cây mồng tơi con rồi. Đâu, chỗ này. Này, anh thấy có... xeo lên lại mấy cây đúng không? Cái lên nhỉ? Đây là cái gọi là cái chậu thần à? Ừ. Cắt luôn cây cải nhá. Ừ. Tí nấu canh luôn. Bên này xà lách này, tí nữa có gì còn tía tí. Tía xà lách tí anh cứ bún. Chậu là một đấy, một cây mồng tơi. Ừ. Chậu này lớn kém nhất này, tại chỗ này có gừng bên dưới, gừng nó tiết ra chất.
Đây ớt, review cái ớt cắn này năm ngoái bảo mình tỉnh. Cái hồi nó bị thiếu nước. Lúc mà mình không kịp tưới ấy. Mình đi đâu đúng không? Mình quên nó. Mình sang nhà cũ, hồi đấy mình chưa ở bên này hẳn mà. Ở sang nhà cũ thế là mình không có bên này, mình không có tưới nó. Thế nó bị khô, thế chừng là mình cắp gốc, chừng sau mùa đông. Xong rồi bây giờ nó mọc lại, nó ra bao nhiêu quả này? Một quả này, hai quả, ba quả. Đây, bốn quả. Dưới này, đây, 5 quả. Đấy. Có mấy quả nhỏ nhỏ nữa. Mà nhìn chung là cái cây mà nó được tưới nước đầy đủ thì nó ra quá nhiều quá, nó héo luôn. Còn cái này, cây này còn sống. Cắt luôn một cây dưới nhé. Có, tía vài lá. Em đang tước cái hoa này. Hoa này tước kiểu ăn bí, nhà mình ăn là bí thế này, thế này. Ăn cũng giống hệt vị bí luôn. Tí nữa đi kia tí xà lách này này, cho cái mướp nó lên này. Cắt luôn này hả? Cắt luôn lá này hả? Có. Để lại một lá. Để lại một lá, cái vừa vừa không đâu. Nó không còn cái gì nó quan hợp không? Cái một lá để lại một lá. Nhà hoàn cảnh. Cắt từng lá mồng tơi ăn. Mà mình cắt lại lên nhờ, hôm trước mình cắt nhưng mình cắt một đợt rồi mà. Đúng rồi. Cắt không thàng nào đúng không? Mồng tơi thì gieo lâu, một khi đã mọc thì mọc dễ đúng không? Mọc nhanh. Mà nảy mầm thì lâu. Đợi mãi. Thế đâu? Được. Cũng được rồi đâu nữa này. Chờ đợi bao lâu anh không nói ra. Ở chỗ này là hai cây à? Ờ, đấy là hai cây, em cứ tưởng một cây. Ok, tiếp. Ok, đấy. Đây là ấy, nhìn xà lách gì kìa. Có, xà lách. Xà lách này cắt mấy cây dạng, dạng này nấu cạnh được này. Ừ. Đây là mấy cây dạng cải đấy. Ừ. Thế đây là mix mà. Ừ. Nhờ. Cắt nấu canh luôn đúng không? Ừ. Mà này mình cắt, cứ cắt lại lên nhá. Ừ. Đây này, cây đổ hoa này. Này cũng bị sâu ăn này. Ui, đừng nói là có sâu chứ. Anh ăn chắc rồi, sâu chạy đâu hết rồi. Hôm nay có mấy con bướm bay tới mà anh cứ thấy bướm mà anh phi ra anh đuối. Thôi, cái này có lỗ này, tí anh rửa rau nhá. Em không rửa đâu. Em thấy sâu thì em chạy mất dép. Ui, cái này lá cũng có vết gặm này. Nó lại có sâu à. Nó ăn hết rồi, nó chuồn đầu rồi. Cắt mấy này nhé, mấy này lên ung tùm này. Ừ. Cái này phải cài hoa hồng không nhỉ? Ừ nhỉ. Nhìn giống phết nhỉ, nó mọc ra. Anh nhìn thấy đúng không? Đẹp nhỉ? Đẹp. Anh nhìn thấy chỗ giữa tia tiếp mông tơi ở bên này, chỗ ớt anh thấy. Đâu. Tia sang bên này anh chỉ cho. Nhìn cái này hài nhỉ. Lá nó lá đẹp hay đúng không? Khi nào mình cắt ăn salad nhé. Đây, thắp được nồi rau chưa? Được rồi. Này nấu canh thịt bò chắc ngon lắm. Thế tí nữa ăn cơm nhé. Ừ. Mà thích ăn bún này ăn cơm. Đâu, này. Này có mấy lá. Mấy lá non non này kết. Không tha một con nào. Lá mầm. Ăn từ lá mầm ăn đi rồi. Tí nữa cắm cây cho cái mướp nhỉ. Ờ đúng không? Cắm cây xanh xanh này. Chỗ nào không cần cây xanh nữa mình rút ra. Ừ, xong rồi ấy vào. Cho vào tí rác hữu cơ vào. Cho tí cò mà mình đang ủ cái kìa đó. Làm luôn nhé, cắt xong sau này làm luôn. Xong chỉ trồng cái mướp đấy thôi, không thêm bố con thằng nào ở đấy nữa. Đúng rồi. Chỗ mướp nó lớn. Ok. Đại ca còn chỗ nào nữa không? Chỉ tiếp. Đi tiếp. Bên này có cây. Anh tỉa à? Anh tỉa chưa hết à? Thì ra là anh đã tỉa đây rồi. Ờ. Đi tiếp. Đi tiếp. Được. Anh luôn cái lá này không? Anh luôn đi. Anh đi check thử xem. Đây này có mấy cái mồng tơi này, mà còn hơi nhỏ thôi.
sang năm nhà mình sẽ trồng bí ngô. Lấy lá ăn cho sướng. Đây, cà chua này, ra hoa này. Mua quả đấy. Ừ. Đấy, quả bao nhiêu này? Một chùm này, hai chùm. Đấy, ba chùm. Bốn chùm, nhiều lắm. Mà nó nấp ở dưới lá đấy. Cứ mỗi chùm hoa, một chùm quả mà đây này. Đấy, năm chùm, sáu chùm. Trên này là cái hành. Cái hôm trước Tường có bốn phân gà ở dưới rồi. Đây cái này. Cái này bắt đầu bách phân, bắt đầu lớn này. Mồng tơi. Cái mồng tơi tiếp. Cái nào nhỏ chưa cần cắt đâu được. Bên này có mấy cây to này cách. Đây là cây bí ngòi tiếp. Đây bí ngòi nữa. Ngô đã lớn như này rồi. Ngô. Cái ớt này, cái ớt chuông này có hoa này. Đây. Đấy. Cắp thử mấy lá ia đó mút về ăn luôn không? Ok. Cắt mấy lá ở dưới. Đấy, cái gì nào? Cắt cho nó lên đúng không? Ăn thử nhá. Ừ. Cái này hình như tiếng Việt là cây rố. Ăn chắc hết rồi, không có sâu đâu. Chắc không. Hồi sáng ăn đi một vòng ăn chắc không? Có sâu rồi, ăn bắt sâu rồi. Sợ sâu lắm. Trong này có cái ấy mini này. Cái tí tô mini. Đây có vậy. À đúng rồi. À tí tô nhà mình mình kia lấy nó tí sang chắc. Ừ. Các mấy lá mồng tơi luôn nhá. Ừ. Ê, nhổ được đâu cây vậy á? Cây, dưa hấu trong đấy đó, trong đấy có hai cây dưa hấu. Đây đổ bây giờ nó lại ra quả tiếp này, trời mát mát. Hôm trước nắng quá nó ra không nổi, bây giờ mát nó lại ra quả lại này. Bên này mình chắc là tía đầu tiên là tía cái thùng bên sâu trong góc này này. Trước hôm qua mình chưa kịp tía ấy. Cái hoa hồng lên chồi mới này. Cái hoa này, hoa hồng này nó tàn rồi. Ừ. Ở đây lên trời mới sẽ có hoa tiếp. Ừ. Cắt cái hoa hồng tàn đi không? Ừ, cắt đi được cho nó. Cắt thẳng cũng gấp. Ừ. Đây được rồi ấy. Cắt đến đây luôn nhỉ? Ừ. Ra trời mới. Ôi đến nở một chùm luôn. Bao nhiêu? Cái này còn tươi tí này. Cô cắt luôn. Đấy. Ừ. Rồi. Úi chết rồi. Không phải động một cái lá đi. Ok. Ok, tiếp qua mỏng tươi bên này. Đây, có mấy lá mầm non này tía. Đây, anh cầm cái này. Cẩn thận nhé. Đừng có giảm. Cái đây cái một lá rồi đúng rồi. Thịt là hoàn cánh. Ok, thế thôi. Cái một đến một. Chúng nó to ra mà nó kích tiếp nó cái dưới. Úi, sorry. Rồi. Tiếp đây là cái rau dền nó chưa cắt. Cái rau dền. Còn. Chưa cắt đây trong này này. Ok. Đi ra kia đi. Đây là thì là này chừng cắt bộ luôn. Chưa cần, đây chưa. Anh hết cái kia đã. Okay. Thôi mấy đấy thôi thà nó tạm. Bây giờ ta cắt cái trong này trước. Nè, trong chậu ớt này có cái... Dà muối sẵn. Ừ, cắt bớt. Cái chest này có cắt không? Có. Cắt một ít đi. Cái nào là to to rồi cắt.
này là cây cây gọi là cây cái cú rền. Đây là cây. Đây này, cú rền này. Các người làng ăn thử nhá. Này, cú rền. Nào giờ giờ lá cú rền này đấy, lá cú rền nhìn đẹp hết này. Giờ đó. Nè. Đấy, thấy kiểu thế. Đấy. Cái rốn ăn lá nào nhìn giống lá ấy nhỉ? Nhìn giống lá củ cải. À nhầm, cái gì rồi? Cái bắp su hào, su hào. Vâng. Được đông lá. Thế không? Ok. Được. Kể luôn mấy thằng Văn Tơi. Mầm Văn Tơi. Mầm Tơi nữa. Nhá, mầm kiểu luôn nữa. Mầm Tơi. Bướm nó bay ra. Đâu bay ra đấy? Rồi, từ trong chỗ em cách đấy. Có. Ừ. Ôi trời, nó có đẻ trứng ở đây không vậy? Chắc là có rồi. Ông đâu không thấy toàn thấy bướm vậy? Ủa chỗ này là 3 cây liền. Chưa mình đã tách hết hơi rồi, vẫn còn dày. Nhà mình hôm trước là cỏ người ta cắt cái sân này này. Xi măng lên đây đậy lại. Sau mai phủ nó lên thành ấy luôn, thành phân hữu cơ luôn. Đúng rồi. Được rổ ở đây. Cắt luôn này nhá. Chút nào thấy mồng tơi. Mà lá to nhanh đúng không? Lớn nhanh. Cái lá này ít bị sâu ăn đấy nhỉ? Thường vía tại chắc là nó nhớt nhớt à? Nó nhớt đúng không? Xà lách này. Ở đây trong chậu xà lách có cây mùng tơi này. Ok. Ok. Ui, thằng sau này. Sau này chưa còn tỉa đâu. À, có thích thì tỉa. Tỉa luôn nhá. Ok. Tỉa đi mấy cây. Tỉa một cái cây nào ít lá quá em để lại. Tỉa một thôi nhá. Tỉa một thấy lá mọc bị mọc lệch không? Không. Chắc không lệch đâu. Nạ vào người hết luôn. Tí nữa ra lấy. Sao? Đây là một cây là hai cây? Hai cây rồi. Một cây. Được.
Ok. Ok. Cái này tỉa luôn không? Cái này nhá. Ăn bối vụ. Nghỉ rồi. Đầy rổ rồi. Đây. Tỉa vụ vơ cũng đầy rồi. Lá to phết rồi đúng không? Ừ. Đây lại có cây cải. Cắt luôn cây cải này. Ừ. Được. Ăn tư lắm mà ăn đi. Đó. Và để xuống bên dưới kia nhé. Ừ, dưới kia nhiều lắm. Rồi, đầu tiên là em cho cái này lên đây. Mình lấy được tiền tí cũng được. Nếu mà để luôn không? Tiền máy lá mầm ấy. Ừ. Ôi, trong này có nhiều con gì ấy. Con gì? Con mũi đen đen ấy. À, con đen đen à. Kể nữa. À, tại vì kia có cái quả dâu tây này, có lát dâu tây xanh ấy lên đấy đúng không? À, anh tháo vào đấy cho nó có rác hữu cơ ấy. Ừ, bên phủ cái này, họ này đang phi đến thì nó ấy. Phi đến đánh chén. À. Ừ. Ừ, xoay. Ok, chỉ bước đây không? Có. Cái chỗ này em biết trồng cần. Ừ. Ok. Có nhìn thấy trong này không? Đầy rồi, rồi có. Đây. Đây, trong đây. Trong này. Ừ, đúng rồi. To đúng không? Ừ. Tay em cầm nha. Đầy rổ đâu à? Hay lấy cái rổ khác? Thôi, không sao rồi. Rồi là to. Nhìn này. Ừ. To. Thế. Vài hôm được bữa. Rồi. Cứ tưởng nó sâu, nếu mà nó sâu thôi chắc mình bỏ chồng mình chạy. Ok, hoàn thành nhiệm vụ chưa? Rồi, hơi đúng rồi. Này, anh cầm lấy nè. Ừ. Ủa, đầy ứ vậy ạ? Đây thì rồi. Đây, cái này nốt không? Cái này á? Ừ. Nốt luôn. Thôi, thế thôi nhỉ. Okay. Sao? Ai tiếp tôi? Ồ, đậy còn này. Sao nhiều ấy? Thì tôi nhà mình nè. Ôi chết rồi. Đấy. Cắt qua ngọn này. Không sao, nó mọc lại lên mà. Thôi mà cái đấy thôi, nhiều rồi. Không còn cách nữa. Cho em cắt luôn cho nó mọc một cái. Anh thấy tiếp tôi đúng không? Ừ. Đây, thì tôi đây. Tổ lớn. Ok, đây cà rốt này. Cà rốt. Cái này mình chưa mới cắt thì là này. Ừ.
Giờ đây tí tôi cà rốt nó mới lên. Đây vào đấy, bón phân lên đây xong rồi trồng ở đây cây. Kiếm cây dưới đấy ngâm ít bữa nữa đã, cho nó ra rễ thêm tí nữa. Hôm nay xử lý của mướp đi. Để mướp đi. Sau. Ok rồi, dừng video ở đây nhá. Video nhanh nhanh. Nghe ngánh để gọi là ấy tham quan vườn nhà mình, cập nhật tình hình. Thôi dừng ở đây nhé. Ok, giờ mình sẽ đi cho phân hữu cơ. Ok, vào okay bye bye các bạn nhé. Bye bye. Bye bye.